Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, như vậy là quý vị và các bạn đang có rất nhiều những dự định lớn trong tháng 7 âm lịch này mà không biết rằng tháng 7 âm lịch này có phải là thời điểm tốt để chúng ta có thể thực hiện những kế hoạch đó hay không, đúng không ạ? Hãy khám phá tử vi cho tuổi Tân Tỵ trong tháng 7 này quý vị nhé, để chúng ta có thể biết thêm chi tiết về những thuận lợi và khó khăn mà bạn đang phải đối mặt trong tháng 7 này. Tử vi của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 7 này sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về các phương diện tình duyên, học tập, công danh sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe. Qua đó bạn sẽ có được một cái nhìn tổng quan về tất cả những điều tốt, điều xấu diễn ra trong tháng 7 này. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi của tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 7 âm lịch. Mời tất cả quý bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm Bạch Lạp Kim. Họ là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng chữ tín và đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy ít nhiều sẽ đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ cũng có thể thích ứng. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng bỏng, thích giao tiếp, trao đổi, tính hướng ngoại cao. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động và ưa nóng nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Tháng này rất có lợi cho công việc học tập của gia chủ Tân Tỵ, mọi mưu sự toan tính đều dễ bề thực hiện, mọi việc khó khăn đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 sẽ có nhiều cơ hội cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được chủ quan. Nếu biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy sự quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích, kể cả trong việc học tập hay việc làm khi bạn mới ra trường. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, bạn có thể sẽ bị thụt lùi hơn so với đồng nghiệp hay bạn bè, đồng trang lứa. Về tình cảm, vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên con giáp này dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ, thầy cô không hài lòng. Xét về thiên can, Tân Âm Kim gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ Tân Tỵ trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy có nhiều bạn đạt được thành tích tốt, có sự tiến bộ trong học tập, nhưng bên cạnh đó cũng có những bạn vẫn còn lười biếng và chảnh màng, không tách biệt thời gian học tập và thời gian cho sở thích cá nhân. Với những bạn đã đi làm hoặc bắt đầu đi làm thêm, môi trường mới khiến bạn phải vất vả mới thích nghi được. Hãy làm việc thật chăm chỉ và cầu tiến, tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Vào giai đoạn này, người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ, thầy cô đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh và định hướng con trẻ, tránh tình trạng học đòi, những thói hư tật xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vấn đề tài chính của những người tuổi Tân Tỵ về cơ bản vẫn được gia đình đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ phải chi tiêu một khoản không nhỏ cho sở thích cá nhân và thấy rằng tiền tiêu vặt là không đủ, từ đó suy nghĩ tự mình kiếm thêm tiền từ các công việc khác. Điều này phụ thuộc vào khả năng, sự học hỏi và cả sự cho phép từ phía gia đình. Bạn nên tham khảo ý kiến cha mẹ trước khi quyết định. Với những người đã đi làm, tháng này tài lộc có vẻ không được như ý. Công việc tuy vất vả hơn nhưng bạn lại không đạt được mức lương thưởng như mong muốn. Mức chi tiêu nhiều hơn mức thu sẽ dẫn đến việc thiếu hụt về tài chính, phải vay mượn thêm để chi trả.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của con giáp này không có điều gì đáng lo ngại. Vì đang trong độ tuổi mới lớn nên cần chú ý nạp đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển tốt. Vấn đề ăn uống cũng cần để tâm. Hạn chế ăn uống theo sở thích, nhất là những thức ăn đường phố rất dễ bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc các chứng bệnh về dạ dày hay đường đại tràng. Các quý vị gia chủ Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này đào hoa khởi sắc giúp cho người tuổi Tân Tỵ kết giao được với rất nhiều bạn bè mới, mở rộng mối quan hệ. Một số bạn bắt đầu nảy sinh tình cảm khác giới, ít nhiều ảnh hưởng tới việc học hành. Nhưng vì ở độ tuổi đang lớn nên cái tôi khá cao, bạn có thể tỏ ra khó chịu với sự can thiệp từ gia đình về các mối quan hệ của mình. Cần tỉnh táo để nhìn ra đâu chính là mối quan hệ tốt mà mình nên duy trì, đâu là mối quan hệ độc hại cần tránh xa càng tốt để không gây ảnh hưởng tới tương lai của mình. Hơn nữa cha mẹ là người đi trước, sẽ có cái nhìn tinh tường và hiểu lòng người tốt xấu ra sao. Bạn nên lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn thay vì đối chọi chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Tân Tỵ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, đinh hợi, có nạp âm, ốc thượng thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, kỷ hợi, có nạp âm, bình địa mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp tân hợi, có nạp âm thoa xuyến kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp thân, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, bính thân, có nạp âm, sơn đầu hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này.
Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng qua phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Tỵ 2001 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống này có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.